Sàn Ất Tỵ 2025 tới đây, ta sẽ cần lưu ý điểm gì về nhà hướng Tây Nam nếu muốn động thổ và xây nhà, thưa thầy ạ? Vâng, nhà hướng Tây Nam theo quan niệm của phong thủy năm 2025 sẽ như thế nào? Tôi sẽ chia sẻ với các bạn trước nhé. Nhà hướng Tây Nam thì sẽ có độ số là 202,5 độ đến 247,5 độ, gồm các căn nhà tọa Sửu hướng Mùi, tọa Cần hướng Khôn và tọa Dần hướng Thân. Trong hậu thiên bát quái thì Tây Nam ứng là quẻ Khôn, và đây là một quẻ có ngũ hành là Thổ, chủ về người mẹ và nữ chủ nhân hoặc là nữ giám đốc, nói chung là cái người nữ đứng đầu. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, Tây Nam thì nhận được trường khí tích cực từ các tinh là Bát Bạch Thổ, Tả Phù chiếu tới. Bát Bạch thì vẫn được xem là các tinh chứa đựng những nguồn năng lượng mạnh mẽ, và nhờ các khí này thì có thể giúp chúng ta tăng các cái cơ hội phong phú hay là mở ra những cái bước tiến mạnh mẽ cho người làm ăn kinh doanh và buôn bán. Và ngoài các cái cách cục vướng vào tam sát ở tọa nhà, đối với những nhà tọa Dần hướng Thân thì có độ số là 232,5 độ đến 247,5 độ ấy, thì ta còn cần phải chú ý tới những ngôi nhà tọa Đông Bắc hướng Tây Nam, do phạm phải Mộ Long biến vận sát ở cả ba sơn Mùi, Khôn, Thân. Do đó thì với việc động thổ xây nhà thì chúng ta cần phải có biện pháp hóa giải cụ thể từ phong thủy sư trước khi chúng ta khởi sự. Vậy thì làm nhà Tây Nam 2025 chúng ta sẽ cần phải chú ý gì? Để có thể tận dụng được năng lượng tích cực từ ngôi sao Bát Bạch Thổ đáo tới và có được thời điểm động thổ xây mới tối ưu thì chúng ta có một vài những điều lưu ý như sau. Thứ nhất, đó là nói về lựa chọn thời điểm xây nhà. Ngoài các việc như là cưới hỏi, khai trương, nhận chức, xuất hành, động thổ, xây nhà thì luôn là đại sự mà chúng ta cần phải chú trọng đến thời điểm. Vâng, các bạn có thể căn cứ vào cuốn lịch mới phát hành của Phùng Gia, đó là lịch vạn sự cát tường của Ất Tỵ 2025 để có thêm thông tin cụ thể nhất. Và trong phạm vi lần chia sẻ của video này thì chúng ta có thể chia sẻ ngắn gọn như sau. Thứ nhất là đối với những ngôi nhà tọa Sửu hướng Mùi và tọa Dần hướng Thân thì những tháng phù hợp để mà làm nhà sẽ rơi vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10 âm. Riêng đối với những ngôi nhà tọa Cấn hướng Khôn mà có độ số là 217,5 độ đến 232,5 độ ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn thời điểm tu tạo xây mới vào tháng 1, tháng 3, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 theo âm lịch. Và tôi lưu ý là tất cả các mốc thời gian đưa trên thì sẽ liên quan tới việc tu tạo, chỉ là một gợi ý khái lược thôi. Thực tế thì việc động thổ xây nhà, tu tạo cho công trình thì còn phụ thuộc vào cách cục của mỗi ngôi nhà cụ thể, cũng như là địa vận, nhân vận của gia chủ nữa, thì chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Vậy thì chúng ta sẽ gia tăng trạch vận như thế nào? Một ngôi nhà phong thủy tốt thì không chỉ đắc được thiên khí, địa khí, mà việc sắp đặt công năng nội cục hay là giảm thiểu các tác động xấu từ loan đầu hình thế cũng là một nhân tố rất quan trọng. Và tại phương vị mà sao Bát Bạch Thổ chiếu tới, những nhà có hướng nhà, hướng cửa, vị trí phòng ngủ, phòng làm việc ở phương Tây Nam năm 2025 tới đây sẽ được hưởng lợi ích từ các tinh này. Bát Bạch Thổ là ngôi sao mang hành thổ nên là sẽ kích hoạt những trường khí tích cực, và chúng ta có thể vận dụng tính tương sinh từ đồ dùng hay là vật phẩm chủ về hành thổ, hành hỏa. Và tại phương vị Tây Nam thì chúng ta có thể dùng thảm hay là khăn trải màu vàng, màu cam, màu hồng, màu đỏ ở đây cửa ra vào của chúng ta. Và để kết hợp hành hỏa và thổ, chúng ta có thể dùng một quả cầu thạch anh màu hồng để mà trang trí, cũng có tác dụng rất là tốt. Nếu là phòng khách hay là phòng ăn thì chúng ta nên bày trí những cái loại hoa chủ về tông màu nóng như là đỏ, cam và vàng. Ngoài ra thì các vật phẩm phong thủy bằng đá, ví dụ như là long quy như ý, ngọc hoàng long, rồi tỳ hưu, trấn trạch hay là thiềm thừ màu xanh thì trưng bày tại phương vị này cũng sẽ rất là tốt cho trạch vận, nhưng mà chỉ riêng cho năm đó thôi. Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ từ thầy ạ.